mấy bạn vô nhiều nhiều đi rồi thi kể luôn chứ để là có bạn vô trước có bạn vô sau rồi cái bạn vô sau nghe không kịp lại la làng nữa đó. Thì mới vừa làm hai cái chanh ăn chơi cho vui thôi xí xấu ơi. À, bây giờ là 12 giờ đêm thì Thi sẽ kể cho mấy bạn nghe ngỡ mà mới nãy hẹn rồi. Nó ngon cực kỳ. Ăn nè, đang ăn nè, chị đang ăn. Thì sẽ kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện. Mà chuyện này là chuyện ma. Vừa ăn chanh, vừa kể cho mấy bạn nghe. Thì không trả lời bạn nào nha. Thì câu chuyện này là kể về một chàng trai và anh này vợ anh ta vừa chết. Vợ anh ấy chết cho nên anh ấy á là đau khổ quá, không có chịu nổi. Cho nên nó là đã bán cái căn nhà mà của hai vợ chồng mua lúc mà vừa mới kết hôn với nhau. Thì khi mà bán xong thì anh này cũng chưa có mua nhà lại cái nhà khác, cho nên đã vừa thuê một căn nhà. Thì khi mà thuê căn nhà này á, là do là vài ngày đầu anh ta không có ngủ, chỉ á, là sáng đi làm xong rồi đồ đạc á, là bề bộn quá cho nên anh ta chưa có ngủ tại nhà. Bạn nào comment không đàng hoàng chút thì đá ra khỏi nhà thấy nha. Mấy bạn có thể không nghe. Vì bạn không thích có thể không nghe. Thì khi mà anh này mua cái nhà này, mướn cái nhà này thì vài ngày đầu là anh ta chưa có ngủ lại. Thì tới khi mà anh ta ngủ lại á, thì cái ngày đầu tiên anh ta ngủ lại thì đang nằm ngủ, đang lim dim ngủ thì tự nhiên á là nghe có tiếng gõ cửa. Nghe có tiếng gõ cửa. Thì khi mà nghe tiếng gõ vậy anh ta thấy kỳ, tại vì cái nhà này nó có phòng riêng mà đang ngủ trong phòng mà tự nhiên nghe tiếng gõ cửa ngay cái phòng mình, mà trong nhà thì chỉ có một mình anh này thôi chứ đâu phải là ngoài cửa cổng đâu. Thì người ta cũng thấy kỳ lắm mà không có ra mở, cứ nằm lắng tai nghe thì thấy nó im, nó im. Xong cái hả là tiếp tục á là anh ta lại lim dim ngủ tiếp, nghĩ là mình nghe lầm hoặc là nghe con mèo gì mà nó chạy thôi chứ không có nghĩ gì hết. Thì đang nằm lim dim vậy thì tự nhiên nghe tiếp cái tiếng nói, cái tiếng nói là để đồ lên đầu tôi vậy không thấy kỳ hả? Thả mà tiếng nói này là tiếng nói của một người con gái. Thì khi mà anh ta nghe rõ ràng cái giọng nói như vậy mà nghe rõ ràng phát ra rất là gần mình, cho nên á là anh ta giật mình, anh ta ngồi dậy để anh ta lắng tai nghe tiếp. Thì khi mà lắng tai nghe thì tự nhiên anh ta lại nghe cái tiếng là để bàn thờ lên đầu tôi mà nằm ngủ ngon lành quá vậy. Đó, anh ta nghe rõ ràng như vậy thì lúc này á, là anh ta liền mở cửa phòng để đi ra ngoài cái bàn thờ của vợ mình. Thì khi mà đi ra ngoài cái bàn thờ vợ mình, anh ta mở cái đèn của cái phòng đó lên thì nhìn lên bàn thờ không thấy cái tấm hình của vợ mình đâu hết. Là nhìn lên bàn thờ hoàn toàn là không thấy tấm hình. Thì anh ta tìm tìm khắp mọi nơi, anh ta nói ủa sao kỳ,
ai mà lấy đồ nhìn thấy là đồ đạc vẫn còn, mà tại sao là cái hình thờ của vợ anh lại biến mất như vậy? Đó. Đó thì anh ta chạy đi tìm và rất là bực tức cái chuyện khi mà không nhìn thấy cái tấm hình của vợ của mình. Thì tìm tìm hoài thì thấy trên bàn thờ có một cái tờ giấy các bạn. Và khi xem cái tờ giấy như vậy á thì anh ta thấy cái dòng chữ là để bàn thờ vợ anh trên đầu tôi, đề nghị anh lấy ra chỗ khác. Đó. Anh ta đọc vậy và rất là sợ, thì liền lúc này là anh ta dự định là sẽ gọi điện cho một người bạn thân của mình. Thì khi mà anh ta nhấc cái ống nghe của cái điện thoại lên để mà định gọi cho người kia thì nghe chưa có kịp bấm số nữa thì nghe tự nhiên á là bên bên đầu dây bên kia là phát ra tiếng một người con gái, tiếng rất là nhẹ nhàng, nói là anh định gọi cho ai vậy. Đó thì anh này sợ lắm, nghĩ là ủa mình chưa có gọi điện, thì anh ta dập máy, dập máy nhưng mà tự nhiên á là có một cái cảm giác thôi thúc các bạn. Nó thôi thúc là muốn hả là cầm cái điện thoại lên để mà nghe thử xem là có hay không, có cái tiếng nói đó hay không. Thì khi mà anh ta mở cái điện thoại lên và nghe tiếp á, nghe tiếp thì nghe rằng á là anh dời cái bàn thờ của vợ anh ra chỗ khác đi, chứ đừng có để ngay cái đầu của tôi. Đó là tiếp tục lại cái câu đó nữa và tiếp tục đề nghị anh là dời cái bàn thờ ra. Thì vừa lúc đó là anh ta sợ quá, anh này sợ quá cho nên nó là anh ta dập máy luôn, dập máy luôn. Và khi mà dập máy xuống thì ngồi rất là sợ, thì tự nhiên là nghe tiếng reng của cái điện thoại. Thì khi mà reng điện thoại đang reng vậy thì lúc này anh sợ quá rồi và sợ rằng lại nghe cái tiếng nói đó nữa cho nên không có dám bắt máy lên. Thì nhưng mà vẫn dạng như là vẫn tò mò, đàn ông mà vẫn tò mò. Các bạn tập trung nghe đi, đừng có để cho Thi phân tâm. Thì khi mà anh ta tò mò như vậy và anh ta bắt cái máy lên thì nghe cái tiếng của người bạn thân của mình, là cái người mà anh định gọi điện á, là hỏi anh rằng á là ủa mày gọi điện cho tao, mày kêu ai kêu tao vậy. Thì cái anh bên kia là nói như vậy thì anh này mới nói ủa nãy giờ tao chưa gọi điện cho mày. Thì anh kia mới nói rằng có, rõ ràng có con nhỏ nào nó gọi nó kêu á là giờ tao phải qua nhà bên nhà mày gấp. Mày kêu nhỏ nào kêu, bộ mày chưa gì mà mày dẫn gái về. Thì anh này bên đây nghe rất là tức, tại vì anh này vừa vợ mới vừa mất, rất là thương vợ của mình cho nên nghe bạn mình nói cho nên bực bội, cho nên nói là mày đừng có nói bậy bạ, nãy giờ tao ở có một mình nè, tự nhiên mày nói hả tao dẫn nhỏ nào về. Cái anh này tức quá tắt máy luôn. Và khi mà anh này vừa tắt máy thì anh này cũng sợ rằng cái người bạn của mình sẽ giận mình, cho nên cũng hối hận một chút xíu các bạn. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau, anh này dự định là sẽ là gọi điện lại cho người bạn của mình để mà xin lỗi. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau thì có tiếng bấm chuông các bạn, và khi mở cửa ra thì cái người bạn thân này đến. Thì hỏi anh này rằng là tao nghe mày khó chịu quá nhưng mà có rõ ràng là có con nhỏ nào nó gọi cho nên là tao mới mới gọi điện như vậy, tao phải qua liền. Tại vì nhỏ đó mới nói, nó nói rằng là phải qua phụ mày dọn bàn thờ ra chỗ khác, là cái cô gái đó gọi điện cho cái người bạn của anh này. Thì khi mà cái người bạn thân đó của anh nói như vậy thì anh rất là sợ các bạn, sợ lắm. Và anh kể những cái gì mà nãy giờ anh trải qua cho người bạn thân này nghe. Thì khi mà người bạn thân này nghe cũng ra chiều suy nghĩ dữ lắm, nói rằng sao kỳ lạ quá. Và khi mà đi vào trong phòng ngủ là trên cái gối luôn, trên cái gối nằm là cũng có một tờ giấy, và cái tờ giấy này cũng đề nghị anh này dời cái bàn thờ ra chỗ khác. Rồi xong rồi á là khi mà so sánh hai tờ giấy ăn chanh, Thi ăn chanh đây nè, Thi ăn chanh. Đó thì khi mà so sánh hai tờ giấy này thì nét chữ nó giống nhau các bạn, rất là giống nhau, cho nên nó là hai người
mới suy nghĩ rằng có khi nào ở dưới cái bàn thờ của vợ anh này là có một cái có một cái vong, có một cái xác người hay không. Thì cũng suy nghĩ và cũng sợ hãi dữ lắm. Nhưng mà cái cô gái này á, là lại tiếp tục với là giống như là truyền cái tín hiệu để cho hai anh này đó là phải dời cái bàn thờ đi. Cho nên đó là khi mà cái người cái anh mà vợ chết đó mới mới nhìn người bạn mình mới hỏi rằng đó, trời ơi giờ biết vợ ở đâu giờ đó. Thì cái anh mà bạn thân của anh mới nói rằng đó, là cổ nói với tao trong điện thoại rằng á là dời tới cái chỗ nào á, mà có nghĩa là đốt 3 cây nhang xong rồi dời bàn thờ, và nếu mà đốt nhang á, mà nhang bị tắt á, là cái chỗ đó không được. Chỉ có khi nào á, mà đốt nhang mà cái chỗ nào mà đốt nhang mà nhang vẫn bình thường, tàn bình thường thôi thì chỗ đó ok. Đó thì khi mà hai người bắt đầu suy nghĩ như vậy và dời lại chỗ khác các bạn, và dời rất là nhiều trong cái góc nhà đó, nhưng mà cái chỗ nào cũng vậy không có chịu, không có được, thì cuối cùng vẫn được một chỗ. Thì sau khi mà dời xong á, thì cái anh mà thuê nhà anh tức dữ lắm, anh nói hả tự nhiên hả là đã thuê cái nhà này rồi à, cũng đã đi hỏi hàng xóm xung quanh rồi, hoàn toàn người ta nói không có gì hết, mà sao tự nhiên vô nhà lại gặp trường hợp mà quái dị như thế này. Thì cái anh bạn thân của anh này mới nói rằng á, là hay là bây giờ chúng ta đào thử cái chỗ đó lên. Thì cái anh kia anh nói không được, trời ơi lúc mà thuê nhà là người ta thỏa thuận với tao là không có được đập phá. À, không có được đập phá mà đào bới vậy lỡ người ta biết được rồi người ta hả bồi thường tao mất công đó. Thì cái người bạn kia mới nói rằng bây giờ mày đào, nhưng mà mày sau khi đào xong á thì mày lắp lại y chang bình thường thì chủ nhà đâu có hay, chủ nhà cũng đâu gần đây đâu mày lo, thôi mày cứ nghe lời tao đi chứ nếu mà ở trong nhà như vậy mà có cái vong gì khó ở dữ lắm. Thì khi mà anh này nghe người bạn mình nói cũng xuôi tai các bạn, cho nên cũng ok. Và ngay ngày hôm sau đã kêu hai người thợ lại. Và hai người thợ này làm, thì trong cái lúc mà hai người thợ này làm thì hai anh này mở nhạc lớn dữ lắm để tránh cho hàng xóm người ta nghe cái tiếng mà kia mà tiếng mà đào đất đó các bạn. Thì khi mà vừa đào lên thì hoảng hốt khi mà thấy những cái miếng ván hòm các bạn, đầu tiên là những cái miếng ván hòm, thì sau đó là khi mà đem lên thì là một cái hòm luôn, một cái hòm dài, và đem cái hòm lên là một người con gái nằm trong hòm đó, mà nguyên cái người con gái này là còn nguyên si giống như là đang nằm ngủ như vậy đó. Và khi mà vừa đem lên đó thì tự nhiên đó là kêu một cái bốc một cái, là khi mà gió vô đó các bạn thì tự nhiên là giống như là rã 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 từ từ ra hết, và cái cơ thể cô gái này rã ra cuối cùng chỉ còn là một bộ xương thôi. Và khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng vậy á, thì những người hai người thợ và hai cái anh chàng này rất là sợ, bốn người đàn ông nhưng mà rất là sợ luôn, và quyết định rằng á, là sẽ thu gom cái hài cốt cái xương của cái cô gái này, tại vì lúc mà gặp không khí á, là cái xác chết này á, là nó bị bốc mùi các bạn, bốc mùi rất là thúi luôn. Thì nhóm này á, là quyết định rằng là hai người này và hai người thợ quyết định rằng bây giờ thu gom cái bộ xương này lại và đi an táng, sau đó gửi vào chùa. Đó thì khi mà hai mấy người này bàn với nhau nói trời ơi sao mà chủ nhà cũng không có nói về cái vấn đề này mà tại sao lại có cái xác này. Thì khi mà nói bàn tới bàn lui thì không biết là cái cô này tên gì các bạn. Và tự nhiên á, là khi mà xem lại cái tờ giấy mà cô này viết á, thì để cái chữ là Yến, để chữ là Yến, và khi mà gửi vào chùa rồi á, thì không biết đặt tên cái gì hết, cho nên nó là cái anh mà vợ mất á, là đã quyết định đặt tên cái cô này là tên Hoàng Yến các bạn. Thì vừa khi mà gửi vào chùa thì những ngày sau là cũng lấp đất và cũng làm gạch đồ lại bình thường hết, hoàn toàn là bình thường giống như là không có chuyện gì xảy ra, và anh này sống trong ngôi nhà này một cách bình yên. Và cứ hàng đêm á, là anh vẫn nghe một cái mùi mà giống như là mùi hương thoang thoảng, thoang thoảng. Đó thì anh này cũng không biết rằng cái cô này có đi hay không. Thì hôm đó anh vái rằng đó là cô Yến ơi, tôi không biết cô tên là cái gì Yến, nên tôi kêu đại tên cô Hoàng Yến, nếu mà không có đúng đó, thì cô về cô báo mộng cho tôi để tôi làm lại cái tên cho cô. Nếu mà cô đã chịu cái chỗ ở mới là ở trong chùa đó các bạn, thì
cô về cô cũng báo tôi một tiếng chứ cô nín thinh là thì hôm đó anh ngủ thì anh nghe rõ ràng một cái mùi hương, mà cái mùi rất là thơm các bạn, cái mùi giống như mùi hoa vậy đó, mùi rất là thơm. Thì khi mà anh giật mình thức dậy thì sáng rồi, lúc đó tờ mờ sáng, không thấy, nằm mơ không thấy gì hết, mà chỉ thấy duy nhất một cành hoa hồng nằm trên gối của anh. Và cái cành hoa hồng này á, là có những giọt sương giống như là mới vừa được hái luôn đó. Thì anh này dòm cái cành hoa, và ở dưới cái cành hoa có một cái tờ giấy và cảm ơn anh. Cái tờ giấy này ghi là cảm ơn rất là nhiều, khi mà đã giúp cô ấy là có một cái chỗ là nằm yên bình và thanh thản như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi được nghe kể lại, và không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không các bạn, nhưng mà Thi vẫn kể cho mọi người nghe giữa đêm như thế này. Các bạn đừng có nói rằng tại sao á, là những cái xác mà chôn rất là lâu rồi mà tại sao chưa chưa rã nha. Tại vì có nhiều cái xác á, là chôn nhưng mà thời gian rất là lâu các bạn, không có rã. Giống như là hồi đợt quận 7 của Thi, là phía dưới ngay chỗ cái cầu Kinh Tẻ mà đường Lê Văn Lương á, là có một bà và người ta kêu bả là bà Thánh Anna. Cái bà này á, là các bạn biết hồi đó Thi còn đi học á, là Thi đi xem cái xác của bả, thì khi mà chung vào cái chỗ mà người ta để cái xác của bả đó, là Thi chung vào Thi coi, thì Thi thấy là nguyên một cái hòm bằng kiến các bạn, là Thi nhìn thấy bả nằm ở trong cái hòm đó luôn. Thi thấy bả nằm trong đó và tóc bả dài, rất là dài, còn y nguyên luôn. Mà lúc đó Thi còn nhỏ nha, nhưng mà do là Thi hiếu kỳ cho nên đó là Thi nghe người ta đồn đó là bà Thánh Anna vậy, cho nên Thi mới đi xem. Thì khi mà chung vào trong cái hòm dạng như người ta làm một cái hòm bằng kiến, thì nhìn là cái tóc của bà rất là dài các bạn, dài mà còn y nguyên cái sợi tóc luôn, và từng cái móng tay của bà hả là giống như là còn y nguyên vậy, chỉ có là cái gương mặt và cái da của bà hơi khô thôi, giống như là cái người bị mất nước thôi, chứ hoàn toàn là không có rã gì hết. Đó thì hôm nay Thi livestream Thi kể cho mấy bạn nghe cái câu chuyện này, tại vì hôm nay là ngày Halloween đó, cho nên đó là Thi sẵn Thi kể luôn cho các bạn nghe. Bữa giờ hứa livestream để mà trực tuyến để mà kể cho mọi người nghe, nhưng mà chưa có thực hiện được, thì hôm nay là Thi đã thực hiện được cái lời hứa của mình rồi nha mấy bạn. Còn bạn nào mà nhát cho Thi á, mà nhát là ai sau lưng Thi á, là thiệt tình là Thi không có sợ đâu, thiệt tình là Thi không có sợ đâu, yên tâm, có nhát cỡ nào Thi cũng không sợ hết á. Nãy giờ kể mà nhập tâm quá quên ăn chanh luôn. Đó là vừa kể vừa ăn chanh rồi đó, nhưng mà nhập tâm quá cho nên quên ăn. Mấy bạn muốn nghe nữa không? Mấy bạn muốn nghe thử thì Thi kể nữa cho mấy bạn nghe. Chị cũng bình thường à, Phương Thảo ơi. Mấy bạn muốn nghe nữa hả? Ăn cho thỏa mãn vị giác. Giờ này khuya rồi, mấy bạn cũng ham nghe chuyện ma dữ ha. Giờ này khuya mà mấy bạn cũng sung nghe chuyện ma quá. Chị ăn no rồi cho nên chị mới dám ăn á. Bây giờ Thi kể thêm cho mấy bạn nghe một chuyện. Và cái chuyện này là chuyện mới vừa xảy ra. Và Thi vừa mới nhận được cái tin nhắn, và Thi bạn này nhắn tin cho Thi.
yêu cầu Thi và năn nỉ Thi cho một cái lời khuyên. Thì bây giờ Thi kể cho các bạn nghe luôn để cho các bạn rút kinh nghiệm. Không biết rằng là các bạn có biết cái trò chơi Charlie Charlie gì của nước ngoài hay không? Nó giống như là cái trò chơi cầu cơ của Việt Nam mình vậy đó. Thì nhóm bạn của bạn này đã chơi cái trò chơi đó. Và cái trò chơi này chơi là bằng hai cây viết chì đó mấy bạn. Xong rồi viết cái chữ yes or no. Là giống như là nếu mà hỏi gì á, thì cái cây viết chì sẽ di chuyển, tự di chuyển luôn. Đó, tự di chuyển đến cái câu yes hoặc no đó. Thì cái câu chuyện này là của bạn này nhắn cho Thi. Bạn nhắn cho Thi và bạn năn nỉ Thi cho bạn một lời khuyên. Tại vì cái nhóm bạn mà đã chơi chung cái trò chơi này á, là cái nhóm bạn này chơi chung là hiện tại đang rất là hoảng loạn các bạn. Hiện tại đang rất là hoảng loạn trong hiện tại bây giờ luôn. Thì bạn nhắn rằng á, là hôm trước là nguyên nhóm bạn của bạn đã xúm nhau chơi cái trò chơi này Charlie Charlie. Và khi mà đang chơi thì tự nhiên là cứ nghĩ rằng á, là chơi vui thôi, nghĩ rằng chơi vui thôi, nhưng mà tự nhiên á, là cây viết chì nó tự di chuyển các bạn, nó tự di chuyển thì nhóm này rất là sợ cho nên đã lật đổ nguyên cái ván đó, lật đổ không chơi nữa và quyết định sẽ bỏ cái tờ giấy đó và bỏ vứt cái cây viết chì đi và cứ nghĩ rằng á, là khi mà đâu à? Nhớ mua sô cô la cho em. Thì khi mà nghĩ rằng đó là sẽ bỏ cái cây viết chì với lại cái tờ giấy mà chơi đi thì bạn nghĩ sẽ hoàn toàn là coi như là xong các bạn. Nhưng mà khi mà bỏ xong rồi thì tự nhiên là trong cái nhóm mà đã từng chơi qua cái trò đó là cứ mấy ngày sau là phát hiện rằng á là trong phòng ngủ của mình có cái bóng đen và cơ bản á, là nhìn thấy những cái bóng đen đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình. Có bạn á, thì nghe cái tiếng gọi tên và cái tiếng gọi thì văng vẳng nhỏ nhỏ bên cái lỗ tai á, mà khi mà nhìn lại là không thấy ai hết. Đó, thì khi mà hai bạn là trong nhóm đó là hai bạn bị như vậy, còn có bạn á, là khi mà xé cái tờ giấy các bạn, cái tờ giấy chơi mà viết chữ Z Z hoặc no đó, là khi mà xé tờ giấy đó vứt ra rồi nhưng mà qua ngày hôm sau lại phát hiện cái tờ giấy đó nằm trong cặp của mình, nằm trong cặp của mình, các bạn hiểu không? Giống như là đã vứt cái tờ giấy đó rồi mà không có tự nhiên là ai bỏ lại vào trong cặp. Đó là cái đỉnh điểm là ngày hôm nay, là bạn mới vừa nhắn tin cho Thi hồi chiều, hồi tối này bạn nói rằng giúp bạn với, là một người là trong nhóm đã đem xé cái tờ giấy đó để vứt đi rồi, nhưng mà khi mà trở vào nhà lại phát hiện cái tờ giấy đó nằm ở trong giỏ sách của mình thì bạn rất là sợ và nhắn tin cho Thi rằng là bây giờ tụi em phải làm sao. Tụi em phải làm sao bây giờ chị? Thì Thi có khuyên rằng là do các bạn chơi cái trò đó đã động chạm tới ma quỷ, cho nên nó là bây giờ các bạn phải hả, là một là các bạn phải khấn vái xin lỗi người ta, hai là các bạn phải cúng, các bạn mua cháo trắng hoặc là nấu cháo trắng hoặc là mua giấy tiền vàng bạc trái cây để mà cúng, để mà tạ lỗi với người ta, xin rằng là đã lỡ quấy phá như vậy cho nên nó làm những người đó bỏ qua cho các bạn để mà không quấy phá như vậy nữa. Thì mới vừa buổi chiều hôm nay là bạn nhắn tin, bạn năn nỉ Thi bây giờ phải cứu bạn, có cái cách gì để mà giúp đỡ bạn, nhóm bạn của bạn vượt qua cái tình cảnh hiện tại, tại vì đã lỡ chơi cái trò đó các bạn, cho nên nó là bây giờ là đang bị hoảng loạn. Thì Thi kể cái câu chuyện này, đáng lẽ là Thi sẽ kể trên cái bữa chính mà 246 của Thi đó, nhưng mà hôm nay livestream và mới ngày buổi chiều hôm nay luôn, cho nên bây giờ Thi kể cho các bạn nghe, hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm, đừng có chơi thứ nhất là cầu cơ, hai là chơi những cái trò bậy bạ Mary Mary hoặc là Charlie Charlie gì đó,
thì chơi rất là nguy hiểm các bạn. Nếu mà động ngay cái giờ mà ma quỷ á, và có thật sự linh hồn ở đó thì rất là nguy hiểm cho các bạn luôn. Thì hôm nay Thi kể cái câu chuyện đó hôm nay để cho các bạn nghe, đồng thời để rút được cái kinh nghiệm cho cái bản thân của mình. Bây giờ là để Thi coi coi. 12 giờ 30 phút. Vũ Khánh ơi, 12 giờ 30 phút. Chị Thi đang ngồi ăn chanh và kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thi không ngờ á là bây giờ Thi livestream mà có tới 200 bạn xem. Là có nghĩa là các bạn thức rất là khuya. Chắc hôm nào Thi sẽ kể cho mấy bạn nghe chuyện ma online. Chuyện ma online. Nhưng mà hôm nào đi, hôm nào rảnh thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe cái chuyện đó. Mấy bạn đụng vô Thi là giống như là mấy bạn đụng vô trong kho tàng chuyện ma vậy đó. Thi biết rất là nhiều chuyện ma. Từ nhỏ tới giờ á là Thi đọc rất là nhiều, rất là nhiều chuyện ma, mà không phải chuyện ma đâu, không đâu, những chuyện khác Thi cũng đọc luôn. Nhưng mà Thi thích nhất là Doraemon với lại chuyện ma. Bây giờ nghỉ nha, bây giờ nghỉ nha. Nãy giờ Thi kể cho mấy bạn nghe chắc cũng gần nửa tiếng, gần nửa tiếng. Thì tốt nhất Thi kể cái câu chuyện về cái chuyện mà Charlie, mà bạn này mới nhắn tin cho Thi hồi chiều á. Hy vọng rằng các bạn đừng bao giờ dại dột chơi những trò chơi đó nghe. Hy vọng, tại vì khi mà Thi kể cho các bạn nghe chuyện ma, mục đích của Thi chỉ là muốn truyền đạt đến và giúp đỡ các bạn mà đang gặp khó khăn trong cái vấn đề tâm linh, hoặc là những cái bạn nào đang chuẩn bị bước vào trong cái những cái trò chơi ma quỷ như vậy thì nên rút cái chân lại, đừng nên nha mấy bạn. Mấy bạn thấy Thi xấu không? Giờ này sắp đi ngủ. Coi như là mặt mày như cú, khỏi cần hóa trang lễ Halloween làm gì. Bạn nào muốn gửi chuyện ma thì gửi qua email IV Thanh Thi dùm cho Thi nha. Bạn anh Phạm cứ gửi qua mail giùm Thi nha. Không đọc được thì Thi cũng ráng đọc. Một chuyện nữa hả? Huỳnh Trà Thắng hả con? Thắng ơi, em nhiều chuyện quá. Hôm nào Thi rảnh Thi sẽ kể cho mấy bạn nghe chuyện chuyện ma online. Cho mấy bạn nào mà online khuya á, nghe. Con heo nó ngủ rồi. Rồi, bây giờ ngưng nha. Ngưng nha các bạn. Nếu mà các bạn gửi chuyện đúng cái email ivthanhthi@gmail.com là Thi sẽ nhận được nha mấy bạn. Thêm một chuyện nữa. Nãy giờ là gần hơn nửa tiếng rồi đó. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt nha. Chúc mấy bạn là ngủ sớm, đừng thức khuya nghe. Thôi kể, ôi kỳ quá à. Bây giờ Thi đi ngủ, ngày mai Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho mấy bạn nghe, có tựa là Hồn Ma Báo Oán, ý lộn, Hồn Ma Báo Mộng. Hồn Ma Báo Mộng nha. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Nhớ nha, đừng chơi những trò chơi như cầu cơ, hoặc là Mary Mary, hoặc là Charlie We Are Play gì đó.
Đừng bao giờ chơi những trò chơi đó. Đừng bao giờ lên trên mạng để tìm hiểu về những trò chơi đó để mà chơi nha mấy bạn. Nha, xin chào.